Ca sĩ Hoài Lâm hát đám cưới, nghệ sĩ Tấn Hoàng thoát ải tử sau cơn đột quỵ tưởng không qua khỏi. Hoài Lâm chưa trở lại showbiz sau thời gian dài tạm xa ánh đèn sân khấu, tuy vậy mọi hoạt động của nam ca sĩ khi xuất hiện trên mạng xã hội vẫn được nhiều khán giả quan tâm. Mới nhất, clip Hoài Lâm dự đám cưới một người bạn, cầm micro hát tặng được nhiều người chia sẻ. Cụ thể, người đăng tải clip cho biết, có mặt trong một đám cưới và cũng như bao lần, Hoài Lâm sẵn sàng lên hát tặng gia chủ vài bài mà chẳng nề hà điều gì. Đôi khi người ta cứ thấy tiếc nuối hình ảnh của Hoài Lâm ngày trước, nhưng tôi thì lại cho rằng Lâm bây giờ mới thật sự đang sống một cách thoải mái nhất, thân thiện, dễ gần, thích mặc gì thì mặc, muốn hát đâu thì hát, ca sĩ dân giả nhất showbiz. Trong clip, Hoài Lâm ăn mặc giản dị với quần ngố, dép lê và áo sơ mi trắng, hát tặng gia chủ bản hit hoa nở không màu với micro cùng chiếc loa kẹo kéo. Ngoại hình không còn được như xưa song cư dân mạng để lại nhiều lời khen ngợi giọng ca của Hoài Lâm vẫn ngọt ngào, cảm xúc. Hồi đầu tháng 5, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, cha đẻ của bản hit hoa nở không màu gây chú ý khi đăng tải hình ảnh cùng Hoài Lâm trong phòng thu có hai thứ chẳng hề thay đổi, một là giọng hát của Lâm, hai là tình anh em của hai người này. Lâm nói tôi là nhạc sĩ duy nhất mà Lâm có thể nhõng nhẽo, còn Lâm là ca sĩ mà tôi yêu quý nhất. Nam nhạc sĩ thông báo Hoài Lâm trở lại trong Music Diary mùa 6 này với bản ballad không thể buồn hơn. Thông tin này khiến nhiều khán giả kỳ vọng, chờ đợi sự trở lại của quán quân gương mặt thân quen 2014 bởi khá lâu nam ca sĩ chưa có sản phẩm mới. Một thời gian, Hoài Lâm bị chê giọng hát xuống cấp, anh lên tiếng, một nghệ sĩ muốn hát bài cao, trước hết phải đứng trước nhiều khán giả hát bài thấp, sau đó chứng tỏ thực lực bằng quản giọng cao. Tuy nhiên, lâu quá rồi tôi không đứng ở sân khấu lớn và hát trước nhiều người, do đó giọng của tôi thấp lại. Đó cũng là điều đương nhiên thôi. Sau hôn nhân tan vỡ với Bảo Ngọc, Hoài Lâm trở về Vĩnh Long cùng cha mẹ. Anh ít khi hoạt động mạng xã hội. Thi thoảng, nam ca sĩ vẫn giữ tình yêu nghề bằng những tác phẩm mới hay những màn biểu diễn nhỏ ở quán cà phê tại quê nhà. Tháng 10 năm 2022, Hoài Lâm quay trở lại ca hát ở đêm nhạc, anh nói, bữa giờ thấy hồi hộp nhưng khi đứng lên sân khấu cảm giác hồi hộp không còn nữa, còn lại là những cảm xúc tuyệt vời. Cảm ơn tràn pháo tay của tất cả các bạn. Ca sĩ hứa hẹn quay trở lại với nghề một cách nghiêm túc và làm việc khoa học hơn. Đáng chú ý, nghệ sĩ Tấn Hoàng vừa gây xôn xao showbiz Việt khi chia sẻ câu chuyện vượt cửa tử nhờ được cấp cứu. Điều trị kịp thời sau nhồi máu cơ tim. Chiều ngày 17 tháng 5, Tấn Hoàng cho biết sáng qua, khi đang công tác ở Bắc Ninh, ông đột ngột lên cơn đau tim, cổ họng khô khốc, mồ hôi đầm đìa, phải nằm úp mới thấy dễ chịu không có người thân bên cạnh, ông gắng gượng gọi đồng nghiệp nhờ hỗ trợ. Khoảng 30 phút sau, ông được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quân y 110 Bắc Ninh. Diễn viên được bác sĩ chẩn đoán bị nhồi máu cơ tim, cần chuyển về Hà Nội phẫu thuật. Tấn Hoàng kể nằm trên xe cấp cứu lúc chuyển về bệnh viện Bưu điện Hà Nội. Ông tỉnh táo nhưng lo lắng chuyến này chẳng trở về nên liên tục nhắm mắt niệm Phật. Kết quả, sáng nay sau can thiệp đặt stent mạch vành, ông hết đau thắt ngực và khó thở, chỉ số sinh tồn về bình thường. Bạn nghĩ như thế nào về câu chuyện của nghệ sĩ Tấn Hoàng?